vừa hoàn thành diễn tập chỉ huy cơ quan một bên hai cấp trên bản đồ, ngoài thực địa có thực binh bắn đạn thật cho chiến sĩ nhập ngũ năm 2021. Diễn tập đã giúp cho cán bộ chiến sĩ nhận thức đầy đủ hơn về hình thái chiến thuật và tình huống chiến đấu. Đặc biệt trong cuộc diễn tập này, quân đoàn 1 coi trọng việc kiểm tra, đánh giá trình độ năng lực của chiến sĩ nhập ngũ năm 2021 sau gần 2 năm huấn luyện tại đơn vị. Qua diễn tập đã rèn luyện cho bộ đội kỹ năng xử trí linh hoạt các tình huống phù hợp với địa hình, khí hậu, thời tiết, đáp ứng ngày càng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu. Rèn luyện cho bộ đội, nhất là chiến sĩ nhập ngũ năm 2021, trình độ sử dụng vũ khí trong bán chiến đấu và phối hợp tác chiến giữa các lực lượng là yêu cầu trọng tâm được quân đoàn 1 đặt ra khi diễn tập. Trong thực hành bắn đạn thật, các lực lượng của sư đoàn 312 đã hiệp đồng chặt chẽ với hỏa lực của lữ đoàn xe tăng 202, lữ đoàn pháo binh 368, lữ đoàn phòng không 241, tiêu diệt mục tiêu, bảo đảm an toàn về người và vũ khí trang bị kỹ thuật. Sự phối hợp của các lực lượng với nhau là hết sức nhịp nhàng, chặt chẽ để phát huy được cái sức mạnh tổng hợp, tiêu diệt được các mục tiêu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kết quả ngày hôm nay chúng ta thấy thì đấy nó là kết quả của quá trình huấn luyện, rèn luyện của cán bộ chiến sĩ toàn quân đoàn. Các nội dung hành quân, trú quân, xây dựng công sự trận địa, làm công tác chuẩn bị chiến đấu được cán bộ chiến sĩ quân đoàn thực hiện chặt chẽ, bài bản. Đặc biệt, nhiều bài học sát thực tế được bồi dưỡng cho bộ đội, từ đó tạo điều kiện để bộ đội tự tin bước vào thực binh bắn chiến đấu. Tôi cùng đồng chí trong đơn vị đã được chỉ huy các cấp huấn luyện từ kỹ thuật, chiến thuật đến hành trú quân, hành quân xa mang vác nặng, rèn luyện nâng cao thể lực để đạt được yêu cầu của nhiệm vụ. Làm tốt công tác chuẩn bị nên khi thực hành chiến đấu, các hướng mũi đã phối hợp nhịp nhàng, khả năng gắn kết hiệp đồng giữa bộ binh với hỏa lực đảm bảo chặt chẽ, đúng nguyên tắc. Cán bộ chiến sĩ các đơn vị đã vận dụng linh hoạt các hình thức chiến thuật vào điều kiện thực tế tại địa hình rừng núi. Quá trình tiến công tiêu diệt kịp thời các mục tiêu, bảo đảm đúng thời gian. Khi tổ chức thực hành diễn tập thì từ hành động của chỉ huy cũng như là hành động của bộ binh đối với sư đoàn 312 chúng tôi nói chung đã thể hiện được cái hành động chiến thuật cũng như là hiệp đồng chặt chẽ với pháo binh, phòng không, xe tăng, rồi bộ binh cơ giới, các lực lượng của quân đoàn đã tiêu diệt được các mục tiêu hỏa lực, các mục tiêu của bộ binh và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập tại trường bắn TB1. Diễn tập đã thể hiện rõ khả năng phân tích, nhận định, đánh giá tình hình và xử trí linh hoạt tình huống trong chiến đấu của cán bộ chiến sĩ các đơn vị thuộc quân đoàn 1. Đó cũng là cơ sở để quân đoàn tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao hơn nữa chất lượng huấn luyện cán bộ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ.